chơi đàn tuyệt vời. Hôm nay vừa hay có thể thưởng thức. Hãy dâng lên đi. Vâng, cùng nào. Hương gia, quả ngơ này rất ngọt. Này ăn thử đi. Tiện nhân lại được quyền dâng ra. Mở miệng. Tần thư, hôm nay ta nhất định khiến cho bệ hạ biết được ai mới có tư cách làm chính phi của thần ca ca. Chẳng là gì cả, mỉm cười. Ai mà không biết Tần Thư xấu như vậy, chứ còn chẳng biết sao có thể so sánh với Tiêu Trắc Phi, con gái của Tiêu Thái Phó chứ. Cô có thấy xấu hổ không vậy? Vẫn còn ăn à? Người ta nói đều là nói thật, sao phải xấu hổ? Ngỗ mục không thể đéo. Tần Vương Phi là đích nữ của Tần tướng, những kiến thức cơ bản về cầm kỳ thi họa cũng phải có chút hiểu biết chứ. Không phải, không phải. Hoàng thượng này hiểu nhầm rồi. Ta thực sự không biết gì cả. Chấm sẽ lập một cái võ đài, dù là nam hay nữ đều có thể tham gia. Nếu ai giành được hạng nhất, chấm có thể đồng ý một điều kiện của người đó. Điều kiện gì cũng được, gì cũng được. Được, vậy con tham gia. Ngài đừng ngăn cản ta. Tỷ tỷ, tỷ ngay cả cầm cổ còn chưa từng nhìn, tỷ biết cải đàn sao? Đừng cố tỏ vẻ nữa, lừa dối vua sẽ bị chém đầu đó.